Giờ mình làm nước mắm nha. Mình cho 20g đường vô cái nồi. Tiếp theo là 40g nước mắm chay Liên Thành. Tiếp theo mình cho vô 100g nước lọc để nguội. Tiếp theo mình cho vô 40g giấm nui. Vậy đều lên rồi mình nấu cho nó sôi lên nha. Rồi mình nấu cho cái phần nước mắm này nó sôi lên. Rồi nó sôi kỹ xong mình tắt lửa nha. Để cho nó nguội mình bỏ tỏi với ớt vô. Cái phần nước mắm bây giờ nó đã nguội rồi nè. Giờ mình cho ra cái tô. Cho tỏi vô. Nước mắm mình pha trước một ngày á thì nó ngon hơn nữa. Hoặc là pha trước mấy tiếng đồng hồ á. Rồi mình để cho nó ngấm tỏi với ớt một hơi. Chờ khi nào mình ăn thì mình bỏ đồ chua vô nha. Ở đây mình có nấm rơm nè. Nấm lớn thì mình cắt ra làm 3, làm 4. Còn nấm nhỏ thì mình cắt làm đôi. Nên mua cái trái lớn hơn cái này nó ăn nó mới dai ngon nha. Mình cho dầu ăn vô chảo, phi tỏi. Tỏi thơm lên cho ớt vô. Phi lên. Tiếp theo là mình cho nấm rơm vô. Mình xào cho nấm nó thơm lên. Rồi mình cho nước vô. Mình cho nước vô để mình làm cho nấm nó chín kỹ nha. Rồi bây giờ mình để cho nước nó cạn lại là được. Bây giờ mình nêm ít gia vị vô. Mình nêm vô một muỗng hạt nêm chay, muỗng cà phê. Mình không có nêm mặn nha, mình nêm cho nó có vị thôi. Với lại nửa muỗng bột ngọt. Cho nó có vị ngon để lát nữa mình làm nhân bánh xèo á. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình nấu cho đến khi nước nó rút hết vô là được. Đó mình xào đến khi nấm nó rút hết nước vô là được. Thịt là khô, chỉ còn là dầu thôi. Như vậy mùi thơm nó bốc lên. Rồi, như vậy là phần nấm rơm nó đã khô rồi nè. Đây là mình có 280 g gạo ngâm qua đêm rồi. Rồi, do sạch xong mới ngâm nha. Giờ mình bỏ vô máy xay trong tối mình xay. Rồi mình đổ vô ngâm á là khoảng 600 g nước á. Rồi bây giờ mình đi xay nát ra nha. Rồi xay gạo xong mình bỏ vô cái túi vắt nha. Rồi sau khi mình lọc xong, mình để cho nó lắng xuống khoảng nửa tiếng đồng hồ. Sau đó mình sẽ đổ bớt cái phần nước ở trên đi. Tiếp theo là mình cho một ít bột nghệ. Mình đổ ra tổng cộng tới là 400 g nước lận nha mọi người. 400 g nước mà mình lắng lại rồi á. Đổ phần ở trên mặt ra 400 g nước. Rồi giờ mình sẽ thêm bột nghệ xong mình sẽ thêm hành lá vô. Cái thứ hai là mình làm bằng bột bánh xèo Vĩnh Thuận. Mình cho vô đây 60 g bột. Mình cho vô 70 g nước nha, 60 g bia. Bia để cho bánh nó giòn lên á. Rồi mình trộn đều lên.
Rồi mình cũng cho một ít bột nghệ vô. Cái này là bánh xèo miền Trung nên mình phải cho hơi nhiều dầu. Dầu nóng lên mình quậy bột lên, mình cho bột vô. Nấm rơm lên. À mà mình nhiều lắm. Cái này mình đang chiên bột bột sẵn á, bột Bình Thuận á. Cái lưới á cho nó nhiễu dầu xuống mà từ gạo ngâm á. Cái này nó giòn hơn cái nãy nè mọi người. Nó cứng ngắc luôn này không? Hai mặt nó đều cứng ngắc luôn. Đó, cái này là làm bằng gạo. Gạo ngâm, còn cái nãy là làm bằng bột pha sẵn. Đây là cái phần gạo ngâm nè mọi người. Mình chiên với lửa lớn vừa nha mọi người, tại vì mình làm theo bánh xèo miền Trung á nên dầu nó nhiều lắm, nó khó chiên lắm á. Mình phải đợi nó hơi giòn mình mới úp mặt lại. Khó chiên lắm nha mọi người. Đây là cái hồi nãy nè mọi người. Nó giòn nha. Nó vẫn còn giòn nha. Cái lưới thấm dầu á cho nó nhiễu dầu xuống. Đây là cái bánh xèo mình mới vừa chiên xong nè. Cái bánh xèo mình chiên xong nãy giờ nè. Bốn cái này á, là làm bằng bột gạo ngâm ngâm qua đêm. Còn cái này làm bằng bột Vĩnh Thuận á, ở ngoài nó vàng đẹp lắm.
Đó, nó rất là vàng. Cái này nó giòn hơn cái này nha mọi người. Bột gạo nó giòn hơn. Đây bánh xèo đây mọi người. Chiên nó rất là khó chiên nha mọi người. Phải biết, phải canh chiên quen thì mới chiên giòn được. Với lại bánh xèo miền Trung á, muốn giòn phải cho nhiều dầu. Mọi người mua ở ngoài mọi người thấy cũng thấy người ta đổ nhiều dầu vô cái khuôn màu đen á. Người ta bỏ nhiều dầu lắm thì nó mới giòn. Ở nhà mình chiên cũng bỏ nhiều dầu nên nó giòn. Rồi xong rồi mình để nó ráo dầu lại. Ăn thử một cuốn nha. Ăn cái này là từ bột gạo ngâm. Nó rất là giòn. Rất là giòn luôn thấy không mọi người. Ăn với cải xanh. Chấm nước mắm. Rất là giòn mọi người ơi. Ngon quá. Mình sẽ ăn một cuốn nữa với rau xà lách nha. Tới bây giờ nó vẫn còn giòn luôn từ nãy giờ luôn. Chấm vô nước mắm. Rất là ngon.